Chào các bạn, hôm nay Ngọc xin mời các bạn vào VIP cùng Ngọc để làm món cá ba sa kho tộ. Món này rất là đơn giản, dễ làm mà lại dễ ăn cơm. Bây giờ Ngọc sẽ mời các bạn vào VIP cùng Ngọc làm món cá ba sa kho tộ này nha các bạn. Wow, các bạn vào VIP cùng Ngọc nha. Cái nguyên liệu để thực hiện món cá ba sa kho tộ thì nguyên liệu chính của nó đó chính là cá, thứ hai nữa là gia vị, và gia vị truyền thống của mình thì cũng gồm như là bột nêm, đường, bột ngọt, nước màu, hành và ớt. Ở đây cái phần mà các bạn muốn cá kho cá ngon thì các bạn phải lựa cá thật là tươi, nó còn sống, sau đó các bạn sẽ nhờ người bán làm sơ cái phần cá cho mình, như là cắt bỏ rây, bỏ cái phần mang cá đi, sau đó về các bạn sẽ dùng muối mình chà cho thật là sạch. Các bạn lưu ý nha, ở đây cá là mình đã làm sạch rồi, để tránh mất thời gian của các bạn á, thì mình đã làm sạch cái phần cá này rồi, mình sẽ cạo sạch nhớt, sau đó mình dùng muối mình chà sát lên con cá này, mình chà cho thật là sạch nhớt, sau đó mình cạo trắng lại. Và các bạn lưu ý, phần cá này mà các bạn muốn nó tươi ngon, nó không có bị tanh khi mình kho, thì các bạn phải lấy hết cái đường chỉ máu trong đây ra nha các bạn. Các bạn nhớ nha, nè các bạn nhìn là cá của mình nó tươi xanh nên có độ đàn hồi nè, thịt nó vàng ươm luôn á các bạn. Và khi có đối với phần cá ba sa kho tộ này thì cái phần ngon nhất của cá thì nó tạo lên cái mùi vị đặc trưng của cá kho, tính là phần mỡ của cá này các bạn. Ở đây phần mỡ của cá này nó rất là ngon, nó vàng ươm mà tươi xanh. Đối với những con cá tươi nó còn sống á, thì phần mỡ này nó rắn chắc. Còn đối với những con cá mà các bạn mua nhầm cá ương á, thì mỡ nó trắng bệch đi, nó sẽ không còn rắn chắc nữa ha. Các bạn lưu ý ha. Gia vị mình đã có bây giờ, mình cùng sơ chế để mình làm món cá kho nha các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ ướp với phần cá để chúng ta kho nha các bạn. À, ở đây thì Ngọc đã làm sẵn một cái hũ nước màu. Đây là nước màu Ngọc đã thắng sẵn nè các bạn nhìn nè. Nước màu của mình rất là keo và đặc ha. Còn nếu các bạn không thích ăn nước màu thắng sẵn thì các bạn có thể bỏ lên bếp và các bạn thắng nha. Bây giờ thì Ngọc đã thắng rồi, bây giờ Ngọc sẽ cho vào cá với ba lưới 300 g cá ba sa như thế này, thì mình cho các khoảng một muỗng cà phê nước màu, tùy theo nước màu của mình đậm nhạt thì mình gia giảm đi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp cá trước 15 phút mình kho nha. Các bạn nhìn nè, cái đũa của mình nè, ok như thế này nè các bạn. Các bạn thoa lên cá nó sẽ không có dính nhiều, nhưng mà các bạn lưu ý là cái lượng màu nó đậm rồi các bạn sẽ cho ít lại nha. Bây giờ mình sẽ cho phần cá vào đây để mình ướp ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cá vào để mình ướp nha. Các bạn lưu ý là mình không ướp phần mỡ nha các bạn. Đây là cá, mình sẽ cho vào đây một muỗng canh, một muỗng cà phê nước màu để mình ướp. Các bạn lưu ý, cá ba sa này thì mình có thể kho nghệ, kho nước màu đều được ha. Có nhiều gia đình thì họ là thích ăn nghệ nên họ sẽ cho nghệ, còn gia đình mình thì lại không thích ăn món nghệ nên mình sẽ không cho ha. Mình sẽ cho nước màu. Sau đó thì mình này nó dính quá. Các bạn ướp vào đây khoảng nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt và một chút xíu nước mắm để cho cá thấm ha. Sau đó thì mình sẽ chờ khoảng 15 phút cá thấm đó thì mình sẽ cho lên bếp và mình kho nha. Các bạn cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Các bạn ướp cái phần này đi. Mình ướp trong khoảng 15 phút, sau đó mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước mắm ha. Các bạn lưu ý là mình kho thì mình tùy theo khẩu vị gia đình á, thì các bạn sẽ gia giảm cái lượng nước mắm này nha. Phần tỏi này mình sẽ đập dập. Gia vị chúng ta đã chuẩn bị xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kho cá nha các bạn. Chúng ta sẽ cho một cái nồi lên bếp nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần mỡ của cá vào nha các bạn. Đây là phần mỡ cá lúc nãy chúng ta làm, chúng ta chừa lại nha các bạn. Các bạn sẽ thắng thơm cái phần mỡ cá này đi. Khi phần mỡ cá đã tan ra hết, các bạn sẽ cho hết cái phần tỏi vào đây nha các bạn. Và phần ớt vào đây mình sẽ cho thơm nha. Sau khi tỏi và ớt chúng ta đã dèn rồi thì chúng ta sẽ cho phần cá chúng ta ướp nước mũi vào nha các bạn. Các
mình phải làm cho cá nó săn lại rồi mình mới cho nước vào, nước mắm ướp lúc nãy vào nha. Sau khi cá chúng ta đã săn lại, chúng ta sẽ cho hết cái phần nước mắm ướp vào đây. Cái cá ba sa này nó rất là nhanh chín nên các bạn cũng không cần nấu quá lâu nha. Bây giờ cá đã thấm thì chị chúng ta cho vào đây khoảng nửa chén nước nha các bạn. Tôi sẽ đậy nắp cho cá nhanh chín. Cá chúng ta đã sôi, bây giờ chúng ta sẽ mở nắp đi các bạn. Wow, thơm quá. Các bạn nhìn đi, cá hấp dẫn chưa? Giờ chúng ta sẽ trở khéo để cá không bị nát nha các bạn. Cho khẩu vị gia đình của các bạn mà các bạn sẽ nêm nếm lại nha. Trong phần cá ướp cá mình đã nêm sơ có phần gia vị rồi, bây giờ chúng ta sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình các bạn nha các bạn. Tùy theo các bạn thích ăn mặn ngọt như thế nào mình sẽ gia giảm cái lượng gia vị nha. Trong vòng 5 phút thì cá mình đã chín, bây giờ mình sẽ cho tiêu vào và tắt bếp nha các bạn. Chào các bạn, cái món cá ba sa chúng ta đã hoàn thành rồi đây các bạn. Các bạn nhìn có hấp dẫn không ạ? Cá vàng ươm, thịt cá trắng mềm và thơm, rất là thơm và ngon nha các bạn. Các bạn nhìn đây, mình sẽ để cho gần cho các bạn xem nè. Nước cá rất là sóng sánh và vàng ươm luôn. Ngọc mong rằng sau video này, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ngọc bằng cách bấm like, đăng ký cái đường like bên dưới để cùng nhau chia sẻ những món ăn nha các bạn. Bây giờ Ngọc sẽ thử cho các bạn xem nha. Các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn thịt cá mình nè. Wow, nó trắng mềm luôn nha các bạn. Các bạn nhìn đây. Đây là phần cá ba sa Ngọc vừa kho xong. Các bạn nhìn đây, thịt cá vàng ươm và trắng mềm luôn. Nước cá thì sóng sánh như thế này. Cái này thì mình ăn cơm nóng rất là ngon. Khi ăn cá ba sa thì Ngọc thích nhất là cái phần mỡ của cá này các bạn. Các bạn nhìn cá rất là ngon vàng ươm ha. Ngọc mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ngọc để Ngọc có thêm động lực để làm gì món ngon hơn nha các bạn. Và video của Ngọc đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt.